Kể từ đầu năm đến nay, sau hai lần bùng phát dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã gặp phải những khó khăn vô cùng lớn, khiến đơn hàng sụt giảm, người lao động phải giảm thu nhập, thậm chí phải nghỉ việc. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội thị trường nhờ sự gia tăng mạnh mẽ những xu hướng tiêu dùng mới xuất hiện trong thời gian dịch bệnh. Trong đó có những doanh nghiệp ngành hàng sản xuất nước trái cây tươi đóng lon. Nước trái cây tươi đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Do phải hạn chế đi lại trong thời gian hai đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát vừa qua, nhiều người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng nước trái cây tươi đóng lon. Đó là cơ hội cho những doanh nghiệp ngành đồ uống như công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lương thực thực phẩm thương mại Châu Giang, thương hiệu CG Food. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sau hai đợt dịch bệnh bùng phát, CG Food không chỉ giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động mà còn đạt mức tăng trưởng cao, qua đó cải thiện thu nhập và đời sống của người lao động. Cái COVID-19 nó bùng nổ trên toàn cầu thì rất là nhiều doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà sự bất ngờ của tôi đó là cái sự lo lắng mà mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà không ngờ rằng là Châu Giang đã vượt qua được và không hề bị ảnh hưởng một chút nào, lại còn phát triển mạnh hơn. Vì tôi nghĩ rằng đó có thể là do mình xây mầm uy tín đã nhiều năm, cho nên rằng đã được mọi người ủng hộ trong cái mùa dịch vừa qua. Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nước giải khát, gia công nước trái cây với các thương hiệu trong nước và xuất khẩu. Những năm gần đây, CG Food đã mở rộng dây chuyền sản xuất hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trên toàn thế giới, đáp ứng về mẫu mã, chất lượng, sản phẩm và giá cả. Thị trường đồ uống đóng lon Việt Nam có áp lực cạnh tranh rất lớn với sự tham gia của những thương hiệu hàng đầu cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp vừa và nhỏ có nền tảng vững chắc, có truyền thống, có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh hợp lý thì đây vẫn là thị trường có muôn vàn cơ hội. Với thế mạnh là hơn 30 năm sản xuất, xuất khẩu hàng nước giải khát đi tất cả thị trường trên thế giới, nên chúng tôi nắm rõ được về tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Khi chúng tôi đi giới thiệu sản phẩm của chúng tôi tới các nhà phân phối, từ khách hàng tại Việt Nam thì chúng tôi dễ dàng thuyết phục được họ về cái chất lượng cao, của mức cao của mình. Nhà máy sản xuất của CG Food được đầu tư những thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất trong ngành thực phẩm và nước giải khát. Dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động từ đầu đến cuối, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của các thị trường đa dạng như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Colombia, Nga, Nhật Bản hay Singapore. Cùng với đó, công ty có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, làm việc tại tất cả các phòng ban từ bán hàng, nghiên cứu và phát triển sản xuất, kiểm soát chất lượng và lao động, với nhiều năm kinh nghiệm về thực phẩm và nước giải khát ở cả thị trường Việt Nam và quốc tế. Công ty mong muốn vươn tầm đồ uống Việt Nam trên khắp thế giới với các loại trái cây nhiệt đới như nha đam, bơ, vải, dừa, thanh long và ngũ cốc. Các loại nước uống của thương hiệu Châu Giang CG Food đều sở hữu hương vị tự nhiên, an toàn, chất lượng đảm bảo và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Chúng tôi luôn duy trì cái tiêu chí đó là sức khỏe của người tiêu dùng là sức khỏe của người thân yêu ruột thịt của Châu Giang. Châu Giang được như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp và sự quan tâm ủng hộ của người tiêu dùng đã giúp cho Châu Giang đi được một quãng đường dài và cũng là một ngày một lớn mạnh. Đó là một cái mà chúng tôi không biết nói gì hơn bằng những lời tri ân sâu sắc nhất đến người tiêu dùng và bạn bè trên cả nước. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh, những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lương thực thực phẩm thương mại Châu Giang trong 9 tháng qua là một trong những điểm sáng đầy khích lệ. Với những kết quả đó, CG Food đã được vinh danh trong top 10 sao vàng thương hiệu Việt Nam năm 2020.